VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Các bạn thân mến, việc cân chỉnh âm ly chưa hề là điều đơn giản đối với nhiều người. Ngay cả những dân chơi âm thanh thứ thiệt thì đôi khi cũng còn điên đầu trong việc phối ghép và điều chỉnh các thiết bị âm thanh làm sao để tạo ra chất âm ưng ý nhất. Nói chi đến những người mới chưa bao giờ đụng đến việc cân chỉnh cũng như là phối ghép các thiết bị này. Nhưng ngày hôm nay, VDA sẽ giải quyết cho các bạn những vấn đề trên bằng những mẹo vặt vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải ghi nhớ tác dụng của từng khu vực để không bị nhầm lẫn trong việc cân chỉnh. Ở trên cùng là phần micro đóng vai trò điều chỉnh hiệu ứng âm thanh của micro trong quá trình hát karaoke. Bên dưới đó là phần music hay còn gọi là phần nhạc. Các nút xoay ở khu vực này sẽ điều chỉnh chất lượng âm thanh từ bài hát. Cuối cùng là phần master hay còn gọi là khu vực tổng. Các nút xoay ở khu vực này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của cả mic và phần music. Về các nút xoay, mỗi nút sẽ có tác dụng riêng biệt và bạn phải nhớ kỹ công dụng của các nút quan trọng để tùy chỉnh chính xác các vấn đề đang gặp phải. Ví dụ, nút 2 dùng để điều chỉnh âm treble, nút low dùng để điều chỉnh âm bass, nút volume là âm lượng, còn nút echo là điều chỉnh tiếng vang. Khi bạn mua các sản phẩm âm ly của VDA, các kỹ thuật viên có thể tới cân chỉnh tại nhà hoặc cân chỉnh trước sản phẩm theo yêu cầu. Hay kiện hàng sẽ được gửi kèm đi cuốn bí kíp cân chỉnh âm thanh do chính các chuyên gia của VDA biên soạn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không có ai hỗ trợ hoặc tài liệu hướng dẫn cân chỉnh bị mất thì cũng đừng quá lo lắng. Hãy xoay chiều các nút vặn về đúng hướng 12 giờ để đạt được sự cân bằng giữa các chế độ. Sau đó, tùy theo mục đích mà chúng ta sẽ có sự điều chỉnh tương ứng. Để hát karaoke, bạn hãy xoay nút mic ở khu vực music về 0 để bỏ đi tiếng hát của ca sĩ. Trường hợp bạn muốn nghe nhạc, hãy điều chỉnh nút xoay mic lại hướng 12 giờ như cũ. Echo chịu trách nhiệm cho độ vang của âm thanh. Đây là một trong những công cụ đắc lực để bạn điều chỉnh nhằm hỗ trợ giọng hát của bạn. Nếu chất giọng bạn yếu, việc tăng echo lên sẽ tạo cho người nghe cảm giác như giọng ca của bạn trở nên mạnh mẽ và đầy nỗ lực. Còn với những người đã có sẵn giọng ca tốt, chúng ta nên điều chỉnh giảm echo để có thể giữ lại nguyên vẹn từng âm sắc và đặc trưng của người hát, hạn chế tiếng lặp. Trong quá trình hát, nếu cảm thấy âm thanh có hiện tượng bị hú rè, hãy xoay nút 2 về góc 10 hoặc 11 giờ để giảm tiếng treble tùy theo độ lớn của tiếng hú. Nếu tiếng hú vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn, hãy tiếp tục giảm volume để điều chỉnh lại âm thanh. Dù không quá khó chịu như những tiếng treble, nhưng âm bass cũng cần có sự cân chỉnh hợp lý mới duy trì được sự ổn định và dứt khoát. Đa số các dàn âm thanh ngày nay đều sử dụng các loa shop để trợ bass. Vì vậy, nếu không để ý kỹ, bass không được căn chỉnh thích hợp sẽ làm giảm rõ rệt độ hay của dàn âm thanh. Tiếng bass quá yếu, nhạc sẽ không bốc. Tiếng bass quá mạnh sẽ áp đi giai điệu, thậm chí là giọng ca của bạn. Vậy nên, bạn chỉ nhớ khi có loa shop hãy giảm bass để hạn chế tình trạng âm thanh trở nên rền rĩ. Và nếu không có loa shop, chỉ việc tăng thêm để khi nào cảm thấy âm bass bắt tai là được. Vừa rồi là những mẹo vặt cực kỳ đơn giản mà VDA đã chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể khắc phục những sự cố xảy ra với dàn âm thanh của các bạn khi cần thiết các bạn nhé. Và nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc hay cần tư vấn về những thiết bị phối ghép hay là tùy chỉnh âm thanh thì các bạn có thể đi đến ngay showroom gần nhất của VDA để được tư vấn cũng như là trải nghiệm miễn phí về các sản phẩm. Ngoài ra thì hotline 0902 799 186 luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn về sản phẩm nhanh nhất các bạn nhé.